sát, sẽ là sát nữ hay là co sát nữ hay như thế nào? Anh biết đòn nữa, cái đó là tiền, nhưng mà cũng hơi nhiều tiền á. Ừ, hơi nhiều tiền. Như vậy là tôi có là ai nữa hả? Anh nói giữ. Anh không bao giờ giữ. Có cái hòn lên không bao giờ lấy lại luôn. Bao giờ lấy lại luôn. Cứu tôi, cứu tôi. Rồi đi vô là không bao giờ vĩnh viễn, không bao giờ lấy lại. Tết này sẽ có hòn gì cho nhân viên của mình không ạ? Luôn luôn có chứ. Công ty năm nào cũng thưởng. Thưởng lương, rồi quà, rồi bán nghề, bán gừng, rồi nhả dốc. Từ đây cuối năm là bây giờ là thưởng liên tục. Nhả dốc liên tục, cho muối nhặt liên tục. Ăn chơi nhảy múa liên tục, tới cuối năm. Qua đào sau năm luôn. Tại nhiều rồi bây giờ không đi rồi, bây giờ chỉ sơ xe hơi ít đây nè. Bây giờ không đi sấy hết nữa. Thế là năm ngoái sắp tặng xe hơi cho nhân viên mà đúng sao? Bây giờ không đi, không đi sơ hơi ít đây nữa, không đi sấy hết nữa đâu. Nhưng mà năm ngoái sắp có tặng xe hơi mà đúng đó, không? Đó, đúng rồi. Đấu sát, một năm có bao nhiêu con giáp? 12 con giáp. 12 con giáp. Nói thế thì chịu rồi chứ, biết sao giờ. Một năm chỉ có 1 con giáp thôi. Bánh chưng, bánh dày, tượng trưng là điều gì? Bánh bánh chưng là bánh chưng, bánh dày tượng trưng cho trời và đất. Vậy trong ngày lễ thì sao thích nhất là nhiều được làm gì? Đi qua nhà bạn bè chơi, đi qua nhà bạn bè đi mua hoa. Ở nhà sát tượng trưng hoa gì đẹp nhất? Có dòng thọ. Hoa và mai hoa đào. Hoa mai hoa đào tốn tiền đâu mua? Đôi lời chúc của sát Hùng Anh dành cho khán giả sát tăng. Thay mặt anh em tập thể, anh em Bing Corporation và nhà sản xuất chương trình Sát Tăng Việt Nam TV Hub gửi lời chào thân thương đến tất cả quý khán giả đã hâm mộ, đã ủng hộ, đã theo dõi chương trình Sát Tăng Việt Nam trong suốt thời gian qua. Và chúc tất cả các gia đình tại gia đình Việt Nam chúng ta như kiều bào người hơi gọi năm mới dồi dào sức khỏe, ân khang thịnh vượng và gia đình luôn luôn hạnh phúc. Mùa đông gọi vốn kéo dài đang cản trở hoạt động của giới khởi nghiệp. Các cá mập xuất hiện để tiếp thêm nguồn lực và cùng các startup tìm giải pháp vượt qua những khó khăn trước mắt. Hãy cùng phá băng tìm cửa sáng.